Ancient Mappic của các thành viên bên phía Team Big, và họ cũng là đội tuyển giành chiến thắng ở trên map thi đấu này. Tỷ số thiết hiện tại của chúng ta đang là 1-0 nghiêng về Táp Sen và những người đồng đội trong cặp trận BO3 sinh tử để tìm ra cái tên tiếp theo đụng độ với Virtus Pro tại trận thi đấu chung kết của bảng. Và sang đến map thi đấu thứ hai, map thi đấu Anubis của Cloud9, một map mà họ được đánh giá là khỏe hơn nhiều so với những gì ở Big đã có thể làm được trong quá khứ, thì không biết ngày hôm nay mọi thứ nó có đi theo đúng cái dự kiện mà chúng ta có hay không, hay là Big sẽ tạo ra được một cái bất ngờ nữa. Ngày thi đấu hôm qua thì là ngày thi đấu mà cả hai đội tuyển này, cả Big và Cloud9 đều có cho mình những cái chiến thắng tại map thi đấu Anubis. Thì liệu rằng ngày thi đấu hôm nay đây có phải một app, chính xác là một map thi đấu Anubis sẽ cực kỳ máu lửa giữa cả hai đội tuyển này hay không đây? Khi mà chúng ta đều biết đó là khả năng bắn map thi đấu Anubis của Cloud9 là phải khỏi phải bàn rồi. Còn đối với Big thì ngày thi đấu hôm qua thì theo cá nhân anh nghĩ đó là dừng lại mức là xem được thôi. Chứ chưa thực sự là hay đến từ đội hình của bên phía Big. Ngày thi đấu hôm qua nếu nói về Anubis thì có thể khẳng định là cả Cloud9 cả bên phía Big thắng đa phần là nhờ sai lầm của đối phương. Còn nếu nói về độ sáng thì đương nhiên là Cloud9 sẽ là đội tuyển được đánh giá nhỉnh hơn. Dù sao chăng nữa họ đã bỏ một khoảng thời gian rất là dài ra để có thể tập luyện map thi đấu Anubis này một cách nhuần nhuyễn. Còn với Big thì lại là một câu chuyện khá là ngược lại. Đa phần thì Big sẽ bắn map Anubis trong trường hợp mà các đội tuyển kia pick, chứ ít khi nào họ chủ động đưa cái trận đấu về map thi đấu này. Đây có thể coi là một map không quá tủ của họ, nhưng họ cũng sẽ biết cách để có thể counter lại ở mức cơ bản nhất. Tuy nhiên đang có những cái dấu hiệu khởi sắc đến từ đội hình bên phía Team Big, đó là vị trí Upper Mantle đang thực sự rất vào ten, vào hen. Và ngày thi đấu hôm qua, map thi đấu Anubis cũng là một map thi đấu mà Mantle có rất nhiều những tình huống kỳ để đem về những đoạn thi đấu chiến thắng quan trọng dành cho đội hình bên phía Big Land. Và chưa kể ngày hôm nay, vị trí của Grimbo thì cũng là một điểm sáng bên phía Big tại map thi đấu thứ nhất. Đang có những cái tiền đề nhất định dành cho Big để bọn họ có thể hướng tới cho mình đó là một chiến thắng 2-0 trước các player bên phía team Cloud9, và qua đó có cho mình tấm vé để chạm trán với các player bên phía của Virtus Pro. Ngày hôm nay chúng ta cũng nhìn thấy trận thi đấu đầu tiên là 2-1, trận 2-2-0, trận 3-2-1. Chút gì đó bắc cầu thì trận này có thể sẽ là 2-0. Ai mà có thể biết được những bất ngờ nào Big có thể mang lại trong map thi đấu này sau những gì mà họ đã trải qua với các thành viên Heroic ngày hôm qua đây. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và đến ngay với map thi đấu Anubis. Big sẽ là đội tuyển xuất phát về T-side trước khi đây là map lựa chọn của đối phương. T-side đến từ đội hình bên phía Big Land và City-side đến từ đội hình của bên phía team C9. Đáng có những tình huống muốn chiếm khu vực middle đến từ đội hình bên phía Big khi mà họ đẩy tới 3 người ở khu vực này. Sẽ là một tình huống mid 2A đến từ đội hình của bên phía team Big mà thôi, khi mà vị trí của Grimbo đang cầm quả bom ở gần khu vực kênh đảo. Kẹp 3 người ở mid nhưng Perfecto Electronic rồi cả Boomich chỉ đổi được có đúng một quả flash quá tốt tới từ vị trí của Grimbo. Và bây giờ thì bom sai A, còn đó là Axai phòng thủ thôi. Amen có người, Aconex cũng có người. Axai kẹt rồi, đổi được tối đa bao nhiêu thì đổi. Và con số đó là không. Hobbit back về, nhưng đã là muộn màng. 1v4 tới từ Hobbit rồi. Tôi nghĩ phải quay lại cái thời điểm năm 2017. Tại đất Krakow thì cái highlight đó mới xảy ra mất. Chứ còn nếu như Big không làm gì sai thì họ không thể thua được. Có một mạng dành cho vị trí của Hobbit rồi, tuy nhiên đối phương chủ động là trốn. Big đang bắt đầu sai rồi, Grimbo súng đâu? Súng đâu Grimbo? Đây rồi. 1-0 dành cho đội hình bên phía Big, không có bất ngờ nào đến từ vị trí của Hobbit cả. Điểm nhấn trong tình huống retake vừa rồi đó là vị trí của Grimbo, anh trai này không có súng. Vẫn là những cái cử chỉ tương đối là thoải mái đến từ đội hình của bên phía Big Land mà thôi. Và đây là một tình huống thảm sát ở khu middle. Và lại là một lần nữa đó là vị trí của Mantle đang thực sự rất vào hen sau map thi đấu đầu tiên. Thêm một cái điểm hay nữa đến từ các thành viên bên phía team Big đúng không? Đó là cái yếu tố về cảm xúc của họ. Big là một tuyển có một cái cách ăn mừng của riêng họ. Từ các tình huống chúng ta đã nhìn thấy những cái đập tay này, những cái đấm tay đúng không? Bên phía team Big thì họ có một cái động tác suýt giơ tay lên trời, giống kiểu cầu thủ bóng đá ấy nhở. Đó là những cái phong cách rất người Đức đến từ đội hình của bên phía Big. Round thi đấu này là một round thi đấu chủ động eco, bắt bài sai đến từ đội hình của bên phía team, đó là Cloud9 thôi.
Ở C4 thì cũng đã được hạ xuống rồi. Bây giờ sẽ là những tình huống farm kill dành cho đội hình của bên phía team, đó là Big Clan. Tuy nhiên thì Kimbro, chính xác là vị trí của Krimbo, hơi máu lửa quá đã bị rơi cho mình, đó là một khẩu AK rồi. Và Electronic sẽ là người nhặt lại khẩu súng to này, nhưng lại đang cầm súng. Ồ, như vậy là không phải định đi lùa các thành viên của Big, mà chỉ đơn giản là tìm một cái góc trốn ở đây thôi. Không có bất ngờ nào quá lớn xảy ra trong round thi đấu này cả. Có chăng thì là việc cái khẩu súng lớn nhất mà Cloud9 đầu tư, chính xác là bên phía Big đầu tư, lại cuối cùng rơi vào túi của Cloud9. Với một đội tuyển có khả năng bắn tay to như là bên phía team Cloud9 thì họ không giữ được khẩu AK này, và có một sự mệt mỏi đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của Electronic rồi. Tôi cứ nghĩ rằng nếu họ xếp lại được khẩu AK đó, họ tiết kiệm được thêm một khoản kinh tế đúng không? Và chưa kể AK cũng là một thứ vũ khí rất là phù hợp với những player tay to của bên phía team Cloud9. Thì round thi đấu full buy tiếp theo họ sẽ làm round thi đấu rất có cơ hội để có thể đem về chiến thắng đầu tiên. Nhưng giờ mất đi khẩu AK đó rồi thì lại phải tự tái đầu tư đến từ Cloud9 thôi. Round thi đấu thứ 3, round thi đấu full buy đầu tiên đến từ đội hình của bên phía team Cloud9. Còn đối với Big, đây sẽ là một round thi đấu mà bọn họ phải đối mặt với lượng hỏa lực chênh lệch hơn đến từ đối phương. Táp Sen chỉ có cho mình đó một khẩu Mark 10 rồi. Và đây vị trí của Electronic đã bị bắt lại ở vị trí man tù rồi. Và thêm cả vị trí của Axai nữa. Trục mid bị thủng quá nhanh đến từ đội hình của bên phía team Cloud9. Moonpig rất cố gắng để có thể đổi một cho những người đồng đội của mình thôi. Tuy nhiên Táp Sen bắn tay rất to. Và đó là đội hình của bên phía team Cloud9 bị thảm sát ở khu middle. Hết dành cho Cloud9 trong round thi đấu này rồi. Để đối phương đặt bom thì là endgame. Hobbit không có kit và cũng hoàn toàn cô độc. Tham Minh lại còn chút gì đó sai nữa. Kẹt rồi. Và đó là điểm kill dành cho Mantu để có thể hoàn tất cú double kill của mình trong round thi đấu này. Chúng ta vừa được nhìn thấy ngay lý do tại sao nếu xếp lại đầu khẩu AK thì mọi chuyện có thể đã hoàn toàn khác dành cho Cloud9. Tay của họ rất to đấy chứ. Họ bắn viên đầu tiên luôn luôn là headshot. Nhưng đó là sự khác biệt lớn nhất giữa một khẩu M4 và một khẩu AK. Địch mà có giáp 2 thì M4 không thể one shot được. Ồ, thậm chí là những cái yêu cầu tiêu chuẩn mà Táp Sen đề ra sau 3 round thi đấu vừa rồi đang là rất cao nha. Tôi muốn một lượt hấp hoàn hảo. Rất dài hát đến từ đội hình của bên phía Big trong phát thi đấu này. Và vị trí của Bù Bích không thể lùi về được, bị chết cháy dưới quả lửa của Xin. Nói gì thì nói, đây cũng là một round thi đấu khó dành cho đội hình bên phía team Cloud9 mà thôi. Đó, yếu súng hơn, yếu bom mìn hơn. Và chưa kể phong độ các player bên phía team Cloud9 đang gặp vấn đề. Vào B cùng nhau đến từ Big. Bất ngờ nếu muốn được tạo ra thì nó phải là Hobbit ở trong lúc này. 5-7 cự ly tầm gần vẫn là một thứ vũ khí rất OP. Và để xem là Cloud9 họ có thể trông chờ vào Hobbit hay không đây. Hobbit vẫn đang án binh bất động ở sau làn smoke. Và khi smoke tan đi thì Hobbit và đồng đội đều nằm xuống cả. Sẽ không có bất ngờ nào ở đây. Và Perfecto chỉ có là vấn đề thời gian trước khi mà Perfecto phải chấp nhận một tỷ số 4-0 dành cho Big Clan thôi. Đang là một Big rất khác tại map thi đấu Anubis này, chính xác hơn là tại ngày thi đấu hôm nay. Mặc dù ngày thi đấu hôm qua phải thi đấu trận thi đấu muộn nhất, 3 map thi đấu, 2 map thi đấu có OT, nhưng các L của Big bọn họ tiến đến với trận thi đấu này với một tinh thần rất cao. Không hề cảm thấy những cái sự mệt mỏi đến từ các player bên phía Big. Đối với Cloud9, chúng ta đã thấy những cái sự chật chọc nhất định trong cái lối chơi của bọn họ. Tactical Timeout tới từ Group. Rõ ràng là Cloud9 cần phải đầu tư nhiều thứ hơn trong round thi đấu full buy sắp tới. Đồng ý rằng đây là bản đồ nặng nhất về phía T-side trong bể Competitive Map Pool thời điểm hiện tại. Cũng không thể để cho Big chơi một cách thoải mái đến như vậy được. Và bây giờ những cái lý do về việc là chúng tôi thua Piston Round nên đây là một hệ quả tất yếu, nó đã trôi qua hết rồi. Đây là lúc mà thực lực của Cloud9 cần phải lên tiếng. Bản lĩnh của họ, một đội tuyển được xây dựng để vô địch, một lab toàn sao, thì chắc chắn họ không muốn trở thành một trong số những cái tên bị loại khỏi giải thi đấu Spring Group.
phải nói nếu mà việc Cloud9 phải xuống vòng thi đấu showdown thì chắc chắn sẽ là một cơn đại địa chấn rồi. Lineup với rất nhiều những cái tên cộm cán. Round thi đấu thứ 5. Đây sẽ là một round thi đấu vô cùng quan trọng dành cho đội hình bên phía team Cloud9 tại lượt thi đấu first half này. Thắng thì có thể comeback, còn thua chắc chắn sẽ để trôi. Khởi đầu vẫn đang là khá chậm rãi đến từ Cloud9, khi mà họ mới chỉ dồn phần lớn lượng bóng mình ra khu middle là chính để có thể chống những cái bài đẩy của bên phía Big Lan. Ngoài ra những khu vực khác vẫn đang là một đội hình phong nhá check là chủ yếu để có thể lấy thông tin thôi. Đây là một cách hay để có thể bù đắp lại một cái khoảng trống về mặt bom mìn giữa cả hai đội tuyển thời điểm hiện tại. Big muốn nhiều hơn thế, lại tiếp tục là những quả pop flat để có thể chiếm mid cùng nhau. Electronic của Boomish cần phải tỏa sáng. Boomish thì bắn trượt và Electronic thì ăn flat không làm được gì cả. Phải rút quân đến từ Cloud9 thôi. Họ đã mất chục mid vào tay đối phương rồi. Một chọc boy cực kỳ quan trọng. Khu vực middle thì có tới rất đông các player bên phía Big Clan gây động. Còn khu vực A main thì cũng có vị trí của Grimbo. Tuy nhiên sau khi gây áp lực lên khu vực mid và khu vực bom xây A thì quả C4 sẽ được luân chuyển về khu vực bom xài B, nơi có sự trấn thủ của anh chàng đó là Hobbit và Perfecto. Để xem trong round thi đấu này Perfecto và Hobbit sẽ xử lý đối phương ra sao đây. Lựa chọn góc bắn nhau tới chết đến từ vị trí Perfecto. Còn Hobbit thì đang đứng ở giữa đường, mới chỉ là một mạng dành cho hai người bắn B thôi. Hobbit cần nhiều hơn. 9 giây. Còn bên phía Big Clan nó vẫn có thể hạ gục được hai người để có thể đặt bom xuống. Axai đang lộ hàng tỷ tiếng động ở mid. Và khả năng là những cái tiếng động này đã bị các thành viên của Big nghe ra rồi. Sẽ là một pha post plan đơn giản dành cho Big Clan. 3v1. Vị trí nào họ cũng đang chiếm được. Mantu còn đang ở ngay cạnh Axai. Và Tham Minh Sai thì xin khẩu ốp. Ô, nhưng có vẻ Mantu không muốn bắn ốp luôn cơ. Đang bay với khẩu AK không tội gì phải chuyển có ốp cả đến từ Mantu. Và bây giờ sẽ là 5-0 dành cho Big thôi. Đang là một Big rất khác trong ngày thi đấu hôm nay. Một Big chủ động hơn. Một Big phong độ cao hơn. Và ngay lập tức bọn họ đang khiến cho Cloud9 cảm thấy khó thở tại chính map Big của bản thân mình. 5-0 rồi và rất có thể sẽ là 6-0. Với cái phong độ cao hiện tại thì những cái round thi đấu hack bài của đối phương chỉ có những sai lầm mới khiến Big có thể để thua mà thôi. MP9, 5-7 sẽ là những vũ khí để chuyên về khả năng đấu skill tầm gần. Và Cloud9 lựa chọn giải pháp là đẩy đông người ra khu B bên cùng nhau. Flat không mù nhưng xin thì lại lỗi skill. Nhưng vẫn còn đó là Tansen, vẫn còn đó là Mantu. Và cả Process cũng đã khắc chế được Axai ở trục mid nữa. Những gì mà bên phía Cloud9 làm được nó đều chỉ đang dừng lại ở một phút đầu tiên của mỗi round thôi. Còn đến giai đoạn late round thì Big đang là những người xử lý tốt hơn hoàn toàn. Mantu, một player mà chúng ta phải nhắc tên rất nhiều trong đội hình của Big, đang có một cái KDA đó là 13-1 đến từ anh chàng này. Một phong độ đang rất cao đến từ Opper của đội hình bên phía Big Land. 6-0 dành cho Big rồi. Round thi đấu tiếp theo, round thi đấu thứ 7. Đội hình của bên phía team Cloud9 nó đã có thể phun bài trở lại và có ốp trên tay của vị trí của Boombix. Round thi đấu này sẽ là một round thi đấu mà đội hình của bên phía team đó là Cloud9. Còn họ sẽ chia ra đó là 2-2-1. Hai người ở B, hai người ở mid và một người ở A. Boombix cũng biết là các thành viên Big từ nãy đến giờ thì không hay di chuyển nhanh ở khu A main. Trong trường hợp mà bị tạo áp lực bắn ốp trượt thì Boomish vẫn có thể lùi về và sau đó trả smoke lại để có thể cầm chân đối phương giống như thế này. Tuy nhiên thì với việc Boomish đã lộ vị trí và phần còn lại của Cloud9 thì vẫn đang chưa làm được gì nhiều cả. Thì đây đang là một khởi đầu làm tôi cảm thấy không thực sự yên tâm tới Tử Vân Bang. Họ đã dần hết bom rồi. Và bên phía của Boomish còn tận 1 phút nữa để có thể đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình. Đang có những dấu hiệu quay trở lại khu vực connector đến từ đội hình của bên phía team đó là Cloud9. Và ngay lập tức đội hình của bên phía Big, vị trí của Process đã được cài cắm vào đó là khu vực cửa gỗ.
để xem quả C4 sẽ hướng lên khu vực bom sai nào đây. Nếu mà bom sai A lúc này thì sẽ là khó dành cho đội hình bên phía Big khi mà có tới 3 player của đối phương. Còn vào bom sai B thì sẽ có 2 player, đó là vị trí của Hobbit và Perfecto, nghe vẻ là dễ dàng hơn cho Big. Hobbit đã mất quả lửa cuối cùng để có thể cầm chân đối phương ở B connector. Và Electronic đang bị phân vân. Bách về hay không bách về đây? 13 giây còn lại, Electronic quyết định là về B rồi. Big cũng sẽ vào B ở trong pha này. Họ phải hạ gục đối phương càng nhanh càng tốt. Họ đang đi tìm Hobbit. Một bạn gọi tên Man Tu. C4 đang được đặt, nhưng Perfecto của nó tuy nhiên Axie là không thể làm gì được cả. Đổi mạng liên tục đến cả hai bên. Chúng ta có một tình huống 1v1 giữa Sin cùng với Boomish. Một khẩu ốp và Boomish sẽ là người giành chiến thắng ở trong pha thi đấu này. Rất chật vật để có thể đem về chiến thắng tới từ Cloud9. Đó cũng đang là tất cả những gì mà họ cần. Điểm số thi đấu chiến thắng đầu tiên đã có dành cho đội hình bên phía Cloud9 rồi. Tuy nhiên cũng như những gì Hana chia sẻ, đó là hot team cực kỳ vất vả đến từ đội hình của bên phía team, đó là Cloud9 mới có cho mình loạt thi đấu chiến thắng đầu tiên. Ngay lập tức Gobby có cho mình đó là một quyền tactical timeout dành cho những cậu học trò của mình. Cảm giác Big đang thực sự vô cùng chai hát trong ngày thi đấu hôm nay. Có một cái điểm hay nữa ở trong quyền tactical timeout này. Đây là cách sử dụng tactical timeout đặc trưng của Gambit ngày xưa. Thời điểm mà chúng ta vẫn còn đó những Nafani này, rồi phun cả một đội hình từ Gambit Youngster Dawn lên để có thể bắn kẹp cùng Hobbit ấy, thì họ đã từng có một giai đoạn tạm coi là online era. Và cứ mỗi một lần mà bên phía bên kia lên được một round trong lúc Gambit đang thắng thông thì group sẽ luôn luôn đưa ra một quyền tắt của thằng bằng này để có thể chặn được cái mạch hưng phấn của đối phương, cũng như là để cho những cậu học trò của mình thấy là chúng ta không nên chủ quan cho dù đang dẫn sâu đến mức nào. Đương nhiên đó là cái thời điểm mà chúng ta còn tận 4 quyền tắt của thằng Mao, bây giờ là 3 thì sử dụng phải tiết kiệm hơn. Tôi tin là Gobby sẽ không côn một quyền tắt của thằng Mao nào chỉ để phục vụ cho duy nhất mục đích là cầm nhịp Cloud9 đâu. Chắc chắn là Big đang có một ý tưởng gì đặc biệt ở trong đoạn thi đấu này. Đang có những cái dấu hiệu gây áp lực lên khu bom sai B đến từ vị trí của anh chàng đó là Sin. Tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở những bức đó là câu đồ của đối phương mà thôi. Vào thi đấu này thì quả C4 lại cầm cần ở khu bom sai A rồi. Liệu rằng bọn họ có muốn khai thác vào vị trí của upper của Cloud9, đó là vị trí của Boomix hay không? Khi mà ngày thi đấu hôm qua là một ngày thi đấu bắn ốp tương đối là tệ đến từ vị trí của Boomish. Bom vẫn đang được cầm ở quanh mạng bom sai A, nhưng giờ thì nó đang dần được kéo ngược trở về. Có vẻ chúng ta sẽ lại tiếp tục có một cuộc tổng tiến công vào B hay chăng đây? Ôi ơi! Những ác sai vừa rồi đã bị đối phương nết chết mất rồi. Và A bỗng chốc mỏng người hơn bao giờ hết. Big đang dần kéo quân trở lại A, như vậy sẽ là mid 2A tới từ đội tuyển này. Và Boomish cầm ốp solo A. Hỏng rồi. Một cái thế không thể xấu hơn được. Boomish đã có một, nhưng mà ai cứu Boomish đây? Di chuyển ra ngoài kiểu gì bây giờ, chỉ có thể bắn đến chết tới vị trí của Boomish thôi. Prosus thì đang kề lại, đó là khu vực kinh đào vào đây. Prosus bắt đi cái đầu của Hobbit. Những người đang bách về khu vực bom sai A thì đang dần trở nên yếu người hơn, và Boomix ở đây không thể vẩy chết đi vị trí của Sin. Thủng A dành cho đội hình của bên phía team Cloud9, và đây sẽ là một tình huống có một quả bom đặt xuống dành cho đội hình của bên phía Big. Tam Sen thì lại bắt tiếp đi, đó là vị trí của Electronic. Hết rồi. Và có vẻ như quyền tactical timeout đến từ vị trí của Gopi đã có tác dụng. Họ khai thác đúng ngay đó là vị trí yếu điểm của đội hình bên phía team Cloud9, đó là khu vực bom Sai. Bản thân bom A đã là một bom thường không được bắn quá đông người ở trong map thi đấu này, đặc biệt là khu vực A-Main. Cái khoảnh khắc mà người cover khu vực mid cho bạn nằm xuống thì người A-Main cũng biết được cái gì đang tìm đến mình rồi. Gáy cũng rất to đến từ vị trí của Tam Sen và Gobi. Nhưng cũng phải nói đây là một round thi đấu rất hay đến từ Big. Có một cơ hội duy nhất để Cloud9 thắng được trong round này kể từ sau khoảnh khắc mà Axie bị bắt. Đó là họ móc, chính xác là đẩy B. Đẩy từ B để có thể móc của A-Main thì phải bắt được Process. Process là người cầm bom. Pha đó Process rơi bom thì Boomish sẽ được giải phóng. Boomish được quyền di chuyển ngược về khu A-Main.
Và lúc đấy thì mọi thứ nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Một khẩu ốp, một rifle quay lại vỏ C4. Đằng sau lưng thì biết rằng là đối phương sẽ chỉ thể di chuyển từ trụ mid xuống thôi. Nó sẽ thoải mái hơn nhiều dành cho bên phía Cloud9. Đấy chỉ là những cái kịch bản mà chúng ta vẽ ra, còn thực tế thì nó đã an bài. Và ra thi đấu này thì Cloud9 lại bị đẩy vào một cái thế ưu tiên thêm lần nữa. Một MP9 và 4 khẩu lục. Trông không nhiều hy vọng lắm. Cú đấm đánh chậm đến từ đội hình bên phía Big. Nói thật, kể từ khi đến với giải thi đấu Blood Spring Group này thì chúng ta đều thấy Big không phải là một đội tuyển thích đánh nhanh. Họ đánh rất từ tốn. Đây là một round thi đấu yếu súng cũng như là yếu bom mìn đến từ đội hình bên phía team Cloud9. Big không việc gì phải vội vã cả. Họ sẽ chia nhau ra và trả đồ. Sau đó là những tình huống stack đông người và đi cùng vào một bom site để đổi mạng mà thôi. Round thi đấu này sẽ là một round thi đấu bắt bài đến 4A đến từ đội hình của bên phía team Dark Cloud9. Theo thời gian thì phải đẩy ra và ở đây Electronic bắt đi được vị trí của Crimbo rồi. Và có vẻ như đội hình của bên phía Big biết đối phương đang stack đông người của bom site ấy. Mà Boomage thì lại hơi quá trớn. Mình muốn lấy thông tin triệt để, vô tình lại khiến cho đồng đội giờ bị đẩy vào một thế khó. Ở trong những tình huống hòa người như thế này thì T-side bao giờ cũng sẽ là bên được đánh giá có lợi hơn. Axside cũng đang muốn thử sức thì đằng sau lưng có đồng đội bảo kê. Giờ tôi nghĩ là cái phần bảo kê cho Axside nó đã không còn rồi. Kịp không? 7 giây còn lại, Hobbit có lửa. Và quả lửa này không kịp trả đến từ vị trí của Hobbit. Đã là quá muộn về mặt tham bình, nhưng Hobbit có cơ hội để có thể đem về mạng thứ tư. Một người 4 máu, một người 13. Một viên thôi. Một viên thôi là đủ. Sẽ là một tình huống sức trẻ đối đầu với kinh nghiệm. Và đây Hobbit vẫn bắt được vị trí của Sin. Và đó là tình huống clutch thành công dành cho Hobbit. Một round thi đấu mà yếu súng, yếu cả bom mìn đến từ đội hình của bên phía team Cloud này. Tuy nhiên với việc bắt bài chính xác thì bọn họ đã có cho mình đó là một round thi đấu chiến thắng. Và keep là round thi đấu vừa rồi phải kể tên đó là vị trí của anh chàng Hobbit. Hai mạng ảo cũng quá đỗi quan trọng. Ngay trong khoảnh khắc mà đội hình của bên phía team Cloud này, bọn họ cần những sự tỏa sáng cá nhân nhất. Ngoài việc là Hobbit hay ra, ta cũng phải nói là bên phía Big đã hơi rườm rà. Tôi sẽ dùng từ là rườm rà chứ không phải là cầu toàn. Tại vì cái bài đánh chậm này của bên phía team Big nó không thực sự hợp lý. Có một câu bình luận mà tôi rất tâm đắc của đội ngũ nửa bên kia bán cầu. Đó là những team nào mà bắn càng chậm thì họ lại càng phải chỉn chu hơn. Đây là lý do tại sao bắn chậm luôn luôn bắn khó hơn so với cả bắn nhanh. Bởi vì bạn đã tốn thời gian nhiều hơn so với người khác. Trong một cái round thi đấu đấy rồi thì chắc chắn bạn phải làm được nhiều hơn, phải chiếm được nhiều chỗ hơn, phải đảm bảo được khu vực này clear, khu vực kia không clear để nó có thể tác động trực tiếp vào bài đánh của mình hay không. Thì Big không hề làm được điều gì ở trong round thi đấu vừa rồi cả. Họ làm được một thứ duy nhất, di chuyển vào A main, đổi mạng cùng nhau. Nhưng tại khu mid đồ chúng ta nhìn thấy Hobbit vẫn ở đó, không một ai clear cả, mid không chiếm được. Thế thì một phút vừa qua bên phía team Big đã làm gì? Rất khó hiểu. Để thua một round thi đấu vô cùng đáng tiếc. Và bây giờ Cloud9, round thi đấu này thì sẽ là một round thi đấu full bài. Có ốp trên tay của vị trí của Boomix. Cần phải hạn chế tối đa những sai lầm. Đừng quên rằng đây là map pick của các player bên phía team Cloud9 nhà Big ơi. Cơ hội để cho đội hình của bên phía Cloud9 comeback là vẫn còn nguyên. Và nó có sự đẳng cấp của các player đã từng vô địch Major. Đánh B đến từ Big ở trong round thi đấu này. Nhưng bắt đầu có một vài những dấu hiệu không lành rồi, nhưng nó lại tới từ Cloud9. Tôi đã tưởng quả flash lỗi đó có thể khiến Big bắt người bị connector, nhưng không. Họ chưa mất ai cả. Họ đuổi được hai mạng của bên phía Cloud9. Ui. Và cả Hobbit cũng đã chết chay ở trong pha thi đấu này. Như vậy thì tình huống đem về chiến thắng trước đó của Cloud9 nó chỉ là một tai nạn thôi. Tất cả là do Big đã không chỉn chu. Còn khi Big mà họ đã chỉn chu, họ đánh từ cả hai đầu, họ không cho Cloud9 một cái khoảng trống nào để di chuyển cả, thì có vẻ như Cửu Vân Bang đã bắt đầu lộ nguyên hình rồi. Electronic cũng như Axai phải đi xếp súng. Và chúng ta phải nhìn xem lượng frag đến từ các player bên phía Cloud9 trong map thi đấu này. Boomix 39, Electronic 29, Axai 29. Đang là một ngày thi đấu có phong độ không cao đến từ các player bên phía team Cloud9. Hay nói trắng ra đó là một ngày thi đấu tệ
đến từ Cửu Vân Bang. Map pick của chính bản thân mình đồng ý đây là một map thi đấu ở bên phía T-side có lợi hơn. Tuy nhiên đối phương thì đã chặn 8 rồi. Đang để rất trôi đi từ các player ở bên phía team Dog vào đài. Mà kể cả ngày thi đấu hôm qua kiểu bằng cái VP một đội tuyển mà tôi sẽ đánh giá là T-side của họ mạnh hơn Big rất nhiều. Thì Cloud9 không, không đến mức như thế này. Đúng, Cloud9 vẫn làm tốt mà. Đang là những cái cười, những cái gãi đầu tương đối là bất lực đến từ vị trí của Boombix. Có vẻ như ngày thi đấu hôm qua, một ngày thi đấu dài hơn đến từ các player bên phía Cloud9 đã làm ảnh hưởng đến sức thi đấu của bọn họ trong ngày thi đấu hôm nay. Còn bây giờ thì bàn tủ vang ôm giả mít có cho mình một mạng, tap sen cũng là điều tương tự. Mất hai người quá sớm đến từ đội hình của bên phía team, đó là bên phía team Cloud9. Ba v bốn, mỗi bên đều đang có một thương binh, chính xác là hai, khi mà cả Perfecto cũng đã đỏ máu. Còn bên kia thì có một Mantu với 67 HP, tuy nhiên thì Mantu lại là một upper nên cái lượng máu này nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới cái sự nguy hiểm của Mantu. Cloud9 là đội tuyển cần phải cảm thấy lo hơn ở trong tình thế này. Electronic sẽ là key player của họ. Khoảnh khắc Electronic nằm xuống thì round thi đấu sẽ kết thúc, trừ khi Electronic nằm xuống với hai player bên phía team Big thì tôi sẽ có niềm tin. Đang là những tình huống swap trang bị cho nhau. Táp Sen yếu máu sẽ cũng là người cầm cho mình đó khẩu AWP. Đang là một tình huống bắt bài bỏ bê đến từ đội hình của bên phía team, đó là Cloud9. Và như những gì Hà Nam đã chia sẻ, Electronic đứng ở góc đó thì là chết chạy. Và gần như là cơ hội dành cho đội hình bên phía Cloud9 trong vào thi đấu này thì cũng đã chấm dứt. Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng mà khi bạn đang bắn ở khu vực mid và bạn ăn một quả flash đến 3-4 lần rồi mà bạn vẫn tiếp tục đứng góc thi đấu đó để ăn quả flash đấy tiếp thì đó là lỗi của bạn đúng không? Tôi không hiểu là Cloud9 đang nghĩ gì nữa. Tôi không biết là họ đang gặp vấn đề gì và tôi cũng thực sự chẳng mấy quan tâm. Bởi vì Cloud9 họ đang có một cái màn trình diễn không có một chút gì ấn tượng đọng lại cả. Đây là một Cloud9 rất khác với những gì mà tôi nhớ. Map Anubis của họ đang giống như bất cứ map thi đấu nào khác vậy. Sự chủ động chúng ta chưa thấy nhiều. Và rõ ràng là Cloud9 đang tự thu mình lại để cho các thành viên của Big muốn làm gì thì làm. Hết rồi, 9-2 dành cho đội hình của bên phía Big. Tất cả những gì Cloud9 có thể làm được đó là hy vọng tại round thi đấu cuối cùng bọn họ có thể kéo tỷ số lên đó là 3. Tình huống bắt súng không thành công, Hobbit và Perfecto may mắn giữ lại được cho mình đó là những khẩu. Vừa nói xong thì vị trí của Hobbit rơi ngay cho mình đó là một khẩu súng to rồi. Rất dở để cho đội bên phía team Cloud9. Đó thì đấu tiếp theo thì bọn họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi lượng kinh tế ít ỏi của mình. Còn round thi đấu này chỉ đơn thuần là tình huống bắn nhau ở middle thôi. Mà pha đây Axai bắn đã hết nửa băng chưa vậy? Đó là vấn đề về phòng độ 20 đến từ Axai. Thì chắc chắn rồi những tình huống êm của anh chàng này sẽ không còn được như trước. Chưa kể có một cái thông tin ngoài lề, nếu mà mọi người không biết thì cái tâm của Axai là một tâm style 5, tâm nở. Tâm nở. Và tâm nở là dành chuyên cho dân sấy. Chính xác. Mà một ngày các bạn chốc thì các chắc chắn rồi, các bạn sấy sẽ trượt. Vậy thôi. Ngày xưa cũng có một khoảng thời gian cá nhân anh cũng chơi cho mình đó là tâm nở. Tuy nhiên thì sau này bắn trượt nhiều quá thì phải về tâm tĩnh. Tâm nở có một cái hay để tập sấy, đấy là một cái tâm ban đầu tạo ra để cho nhiều người tập luyện tập cái khả năng control spray của mình một cách tốt hơn. Tại vì cái tâm nở nó có một cái hay như thế này, khi mà bạn kéo xuống ở mức gọi là max ấy, cái tâm nó đang giãn ở mức to nhất ấy, thì cái phần trên của nó mà ở quanh quanh đâu đó đoạn thắt lưng của đối phương thường là đạn nó sẽ giật lên vừa đủ để vào người. Đấy là một cái tip trick để gọi là tập làm quen cái cữ kéo tâm đến đâu là vừa. Ngày xưa mình có một lần thử tập nhưng mà xong cũng không hiệu quả lắm, thế là tôi chuyển qua bắn bớt với tab để dịch. Quay trở lại round thi đấu này thôi, đang là những tình huống bắn nhau ở middle giữa Big và Cloud9. Đang là một tình huống đổi mạng ngang bằng mà thôi, 3v3, tab sen thì đã bị yếu máu rồi. Và bây giờ đang có những tình huống muốn chạy xuống khu được, đó là B-Connector đến từ đội hình của bên phía team, đó là Big. Và người thủ trong khu vực bom sai B sẽ là Hobbit và Perfecto.
Cần phải làm tốt đến từ Hobbit và Perfecto nếu không muốn đội hình của bên phía Big sẽ hủy diệt đội hình của bên phía Team Cloud này trong lượt thi đấu first half này. Và đó là chết chay cho Hobbit. Được kê trước tuy nhiên lại chết chay với một tình huống giạt ra bắn phát vào mồm đến từ vị trí của Grimble. Phong độ đang quá cao đến từ các player bên phía Big rồi. Axai làm được một mạng. Đây vẫn là một quả bom quá đẹp dành cho Big ở khu B Connector. Cloud9 thì không có smoke để có thể nghĩ về một pha ninja defuse. Họ sẽ phải giạt vào đây để bắn nhau chay. Làm như thế nào để vượt qua cái khẩu ốp này của Bantu đây? Không biết qua. Trượt là gì đến từ Bantu. Perfecto mặc dù có mạng thật đấy, nhưng bây giờ thì vẫn gỡ kịp. Thời gian vẫn sẽ là đủ dành cho vị trí của Perfecto. Nó hơi muộn màng rồi. Thực sự để mà nói thì nó đã hơi muộn rồi. 3 round thi đấu bên phía City side, một phong độ rất đáng báo động đến từ Cloud9. Và kể cả nếu như mà họ cứ bắn như thế này thì vào đến trận đấu để có thể đụng độ với VP họ cũng rất khó để có thể thắng. Chính xác. Lối chơi của VP là một lối chơi mà không nhiều bạn khán giả Việt Nam thích xem. Tại vì cái lối bắn này nó không đẹp mắt, nhưng mà nó hiệu quả đúng không? Rất tôi phải nói thật với các bạn, nếu phân tích theo cái gọi là góc độ thuần về chiến thuật thôi nhé, thuần về chuyên môn thôi, thì VP phải nằm trong top 3 team bắn T-side hay nhất thế giới. Sau các thành viên của FaZe Clan và sau đội hình của Vitality, với cá nhân tôi là như vậy. G2 sẽ là top 4. Bởi vì cái lối chơi của bên đội VP không hề dễ bắn một tí nào. Bắn chậm nó luôn luôn là một cái yêu cầu. Thứ nhất là kỹ năng cá nhân của người chơi phải tốt. Thứ hai là cái giao tiếp của họ phải rất tốt. Hãy tưởng tượng như thế này. Bạn vào site trong thời gian 30 giây. Bạn có thể đặt bom không biết đặt ở đâu này. Ok, mắc lỗi tôi chạy ở chỗ này tôi đặt lại này. Đồng đội chưa smoke phải lùi lại một nhịp, bảo anh em là smoke đi, flash đi. Nhưng hãy tưởng tượng khoảng thời gian đấy nó chỉ là 10 giây thôi. Bạn không có thời gian để mắc sai lầm nữa. Nên tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo. Đấy là lý do tại sao một cái lối bắn chậm rất rất khó. Ngày xưa Na'Vi cũng thế. Na'Vi tập bắn chậm trước rồi về sau mới bắn nhanh, bởi vì bắn chậm luôn luôn là cái khó hơn. Và một khi đã bắn chậm rồi thì sẽ bắn được nhanh, nhưng bắn được nhanh chưa chắc đã bắn được chậm. Chín ba dành cho Bích. Màn tù sau lượt thi đấu first half, anh chàng này đã có tới 20 frag rồi. ADR lên tới 127. Bên kia thì chỉ có vị trí của Perfecto cũng như là Hobbit, những người thủ B thì đang chơi game mà thôi. Electronic, Axai và Bombish đang thực sự gần như là tàng hình. Cơ hội thì vẫn là còn cho đội hình bên phía Team Cloud9 thôi, nếu mà bọn họ có cho mình được Pistol Round. Theo cá nhân mình nghĩ là như vậy. Tuy nhiên nếu với việc Cloud9 bọn họ gãy Pistol Round lượt thi đấu second half này thì gần như sẽ là đi về đến từ kiểu vân bảng. Bản thân Big cũng là một đội tuyển bắn rất mạnh ở những round thi đấu Pistol. Vì tay của họ to đến đâu chúng ta cũng đều đã được chiêm ngưỡng rồi. Trong khi đó thì Cloud9 lại đang không có một cảm giác quá tốt ở trong ngày thi đấu hôm nay. Pistol Round chiến thuật nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Đấu tay luôn là yếu tố đặt lên hàng đầu. Bạn bắn vào mặt địch hoặc địch bắn vào mặt bạn, chỉ có như vậy. Và tất cả mọi thứ đều đang phần nào đó ủng hộ cho Big ở trong cái map thi đấu này, trong cặp trận BO3 này. Cloud9 cần phải chứng minh điều ngược lại, nhưng sẽ không dễ một chút nào đâu. Ngày thi đấu hôm nay cũng là một trong những ngày thi đấu mà chúng ta nghĩ rằng sẽ có rất nhiều sự bất ngờ. Tuy nhiên thì không có bất ngờ nào cả cho tới trận thi đấu này. Cứ ngỡ như rằng Gamer Legend bọn họ có thể gạt dò được Quay, nhưng thì không. Đến với trận thi đấu này thì nhiều người lại không tin vào Big. Những gì mà Big cho chúng ta thấy lại nhận một sự bất ngờ vô cùng lớn. Chúng ta hãy cùng nhau đến với round thi đấu thứ 13, Pistol Round lượt thi đấu second half, để biết rằng xem liệu rằng Cloud9 sẽ có ở lại với chúng ta trong map thi đấu này hay không, hay bọn họ sẽ đưa cái tấm vé để đối đầu với Vitus Pro dành cho Big. Ồ, Big biết là B clear rồi, họ sẽ back về A sớm thôi. Ba người tập trung ở quanh khu bít đồ và chỉ cần Cloud9 tạo động A thì nó sẽ biến thành một đội hình 3A ngay lập tức. Nhưng đây đang là những góc thi đấu hơi khó để có thể contest đối phương tới từ Big Clan. Và Tapsen
Một góc bắn trước nhưng Tapsen chưa đổi được mạng nào, và thậm chí Tapsen còn đang yếu máu, bắt buộc phải lùi lại một nhịp tới từ các thành viên của Big. Và họ thì không hề có kit. Sẽ là một pha retake cần phải tăng tốc hơn tới từ Big Clan. Trước mắt của họ lại đang là hai thành viên của Cloud9, một trên một dưới, và có thêm cả một người thứ ba là Axai tới được địa điểm chờ nữa. Nhưng không biết bắn cái gì kia. Rất may là Axai còn kịp thời đổi được ba mạng để có thể phần nào đó sửa sai cho người đồng đội của mình. Và với việc không có kit, thời gian thì không đủ, Big sẽ quyết định là đi xếp lại cho mình những cái giáp 1 ở trong round thi đấu này. Xin thì không có gì cả, nên xin sẽ đi bắt súng đối phương. Có thêm 300 đô, round sau đôi khi nó cũng sẽ có những sự khác biệt về mặt hỏa lực một chút. Và cuối cùng thì xin lại không bắt được ai. Còn Crimbo thì lại đang bị các thành viên bên phía Cloud9 họ tổ quay. Phải Cloud9 cũng không muốn cống thêm tiền với những góc kế trước của bên phía team Big. Và như vậy thì Pistol Round, cái Pistol Round quan trọng nhất của Cloud9 trong BO3 này nó đã dành cho họ rồi. Và điều đáng nói hơn đó là vị trí của Arxai đã có cho mình 3 mạng gục. Đây là một cái dấu hiệu để có thể khiến cho Arxai tin tay trở lại ở những round thi đấu tiếp theo. Còn đối với Big, cơ hội bọn họ là còn nguyên để thua cho mình một Pistol Round chưa có gì là đáng ngại dành cho Big cả. Round thi đấu này thì chủ động vẫn là những cái tình huống bay nhẹ nhẹ đến từ Big. Lượng tiền gọi là... nói thế nào nhỉ? Lượng tiền gọi là eco thêm round sau nếu round này thua. Nếu round này thua thì round sau hấp bài. Lúc nãy có một vài bạn ở trên kênh sóng không hiểu lý do mà tại sao bọn tôi lại đề cập từ cái lối bài dị của bên phía Big. Thì có một bạn trên kênh chat bảo là cứ xem lại trận hôm qua thì biết. Đây, bây giờ đây, các bạn đang được xem đúng cái lối bài đấy. Bây giờ Big mà thua, cộng loss bonus vào không thể up được, lại phải eco tiếp. Đây là cái lối chơi từ những năm 2013, 2014 rồi. Cái lối chơi từ trước cả khi mà VO có những cái sự thay đổi về mặt gọi là kinh tế của tướng em CSGO. Round thi đấu này là một round thi đấu vào A đến từ đội hình của bên phía team Cloud9. Ở đây vị trí của Crimbo đang gây ra hàng tấn sát thương với khẩu đùa ba ta của mình, bắn yếu tới hai người rồi. Cơ hội là còn nguyên dành cho các player bên phía Big Clan. Rosen bắt đi cho mình cái đầu của Perfecto và tiếp theo là xin lên tiếng bạo của Electronic. Tuy nhiên người sống cuối cùng thì lại là vị trí anh chàng Crimbo, người đã yếu máu. Để xem nào, có làm được gì đến từ Crimbo hay không, hay đây vẫn sẽ là round thi đấu chiến thắng dành cho đội hình của bên phía team Cloud9. Ui, rất tỉnh đến từ Crimbo. Crimbo lùi lại một nhịp vì biết rằng đối phương có thể đẩy về góc của mình. Và theo tham minh khi Crimbo đang không nghe thấy tiếng động gì ở A thì sẽ biết là địch có thể đã vòng về B. Crimbo nhận ra rồi, nhặt súng trước, đó sẽ là ưu tiên. Rồi nếu như có thời gian để có thể retake thì tính tới sau. Nhưng bây giờ đẹp nhất thì tôi nghĩ là nên xếp lại khẩu AK này. Chính xác. Không nên mạo hiểm. Xếp lại khẩu AK này, sau đó round thi đấu tiếp theo thì cũng không bay được đến từ Big mà. Vứt lại cho những người đồng đội của mình, đó là khẩu đùa Beta. Thì vẫn là một những cái ngôi sao hy vọng dành cho Big trong round thi đấu tiếp theo. Đây là round thi đấu mà đã làm hết sức đến từ vị trí của Crimbo rồi. Tuy nhiên anh chàng này mặt hơi đen. Đấy, những tình huống đinh vào mặt của đối phương mà cũng không thể lấy đi được mạng. Nếu may mắn hơn thì rất có thể đó là một tình huống làm hai đến từ Crimbo. Và đó sẽ là round thi đấu chiến thắng dành cho Big. Điện nói về cái câu chuyện trước khi thay đổi về Lost Bonus. Tại vì ngày xưa nếu như mà bạn nào không chơi CS từ giai đoạn đầu tiên mà chơi ở giai đoạn về sau, thì các bạn sẽ biết là một khi mà thắng thì cái mốc Lost Bonus nó sẽ được giảm đi 2 nấc. Nhưng ngày xưa là không có chuyện đấy, ngày xưa thua là về không. Tức là có những đội tuyển họ có thể đang Lost Bonus 3.400, thắng một round, bắt luôn. Về 1.400 luôn. Về 1.400 thua round sau là thua luôn. Nên đôi khi sẽ có những đội tuyển không chỉ eco 2 round, thậm chí phải eco 3 round cũng đã từng xảy ra rồi. Về sau thì VO họ cảm thấy là cái điều đó nó không thực sự hợp lý. Cùng một cái lý do mà họ đưa chúng ta quay trở về thể thức MR12, đó là nó có nhiều round thi đấu thủ tục quá. Chính xác. Sẽ có những round mà một bên chỉ có lục và bên kia thì toàn súng vũ khí hạng nặng. Đúng vậy. Chả thể làm gì được cả. Thế nên họ mới phải thay đổi cái cơ chế về Lost Bonus để giúp chúng ta có nhiều gun round hơn. Và bây giờ thì VO cảm thấy như thế chưa đủ nên họ đổi thể thức về MR12. MR12 không hề copy từ tựa game khác như các bạn. Đây là từ thời điểm CS 1.6 ngày xưa đã bắn như vậy rồi. 1.1 chứ. Nếu tôi nhớ không nhầm là từ 1.1 đã có rồi. Đây, và với lối bài của Big trong round thi đấu vừa rồi thì round thi đấu này cũng sẽ là một round thi đấu với lượng hỏa lực chắp phá.
Đồng ý là Big vẫn sẽ có thể thi đấu được trong round thi đấu này mà thôi. Tuy nhiên đây không thể gọi là một round thi đấu full bài đến từ Big được. Còn đối với Cloud9, khoảng cách bây giờ là 4 round thi đấu. Và đây là một round thi đấu cần phải tỏa sáng đến từ KL bên phía Cloud9. Boom Big đã có cho mình cái đầu của Brosun rồi, lợi thế hơn người đã có. Và chưa kể, đây là một khẩu súng hoa cải. Một khẩu súng có thể thi đấu được ở những góc thi đấu tầm gần tại map thi đấu Anubis này. Một yếu tố nữa chúng ta cần phải đề cập, đó là một mạng shotgun thì là 900 đô. Và bài toán kinh tế luôn luôn là bài toán mà Big luôn cảm thấy đau đầu. Đặc biệt là bên phía City Side của họ. Không chỉ chúng ta đau, không chỉ họ đau đầu mà chúng ta cũng cảm thấy đau đầu về cách bài của họ nữa. Và bây giờ thì Táp Sen cùng với Sin pha di chuyển nhưng lại không biết rằng Electronic đã ở quá gần. Và bây giờ thì Grimbo sẽ là niềm hy vọng duy nhất của Grimbo. Không được rồi. Sẽ là round thi đấu chiến thắng thứ 6 dành cho đội hình của bên phía team Cloud9 mà thôi. Để thua cho mình Pistol ra, và với cái lối bài đồ kiểu như Big thì chắc chắn bọn họ sẽ có khả năng cao là để mất cho mình tiếp tục. Đó là hai round thi đấu tiếp theo. 9-6 rồi. Còn 3 round thi đấu nữa dành cho đội hình của bên phía team Cloud9 để có thể cân bằng tỷ số trong mắt thi đấu này. Tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn là còn nguyên dành cho đội hình bên phía team Cloud9 nhỉ. Bọn họ chỉ cần thắng cho mình đó là 2 key round thôi thì có khả năng sẽ vươn lên dẫn trước. Chính xác. Và key round đầu tiên sẽ đến ngay bây giờ. Một key round mà chắc chắn là các player bên phía Big không muốn để mất một chút nào cả. Đương nhiên là Big cũng sẽ có những sự thay đổi cách bắn của mình trong round thi đấu này. Họ có bom, họ được quyền chơi một cách chủ động hơn. Họ có một khẩu ốp đến từ cái trường Mantu, một người đang có phong độ rất cao từ map thi đấu đầu tiên cho đến map thi đấu này. 21 frag nằm xuống 8 lần đối với Mantu. Nhưng Mantu thì đang không ở B. Và B mới là vị trí mà các thành viên Cloud9 muốn tạo nhiều áp lực ở trong khoảng thời gian ban đầu. Ui, Mitch đã gục được Sin rồi. Và Process với khẩu MP9 liệu rằng có thể cương được hay không đây? Suýt chút nữa thì bỏ mạng tới Process. Và bây giờ thì Process kịp thời làm đôi. Nhưng Tam Sen thì lại bị bắt. Và Process bỗng chốc cô độc ở giữa lòng cuộc sai B. Nhưng có lẽ với việc Process làm hai như vậy thì Cloud9 sẽ không muốn vào B nữa. Phải nói đó là một tình huống xử lý độc lập quá hay từ vị trí của Brosert. Một khẩu MP9 có cho mình hai cái mặt. Và bây giờ với việc Brosert đang bắn bay như vậy thì buộc cho các player bên phía Cloud9 bọn họ phải lùi ra. Và đang xem, và chúng ta hãy cùng xem đó là đội hình của bên phía team Cloud9 bọn họ sẽ hướng quả C4 lên khu vực bom site nào đây. Cloud9 đang muốn hack não. Cloud9 nghĩ là vừa rồi đã phải có người rotate cho vị trí của Brosert. Và đến khi chờ lâu quá không thấy gì thì họ sẽ bách ngược lại A. Lúc đấy đánh vào đây thì B sẽ chỉ có một. Nhưng vấn đề là bên phía Big không hề bắn thụ động. Chúng ta nhìn thấy cái tình huống vừa rồi, Grimbo đã có thông tin về B-Man có người. Và Grimbo đi một đường về bom site B. Mantu đẩy ra chám lại vào khoảng trống của mid. Thì nó sẽ là rất khó để Cloud9 đánh thủng được bom B trong round thi đấu này. Đừng quên là Process vẫn còn bom, Grimbo cũng vậy. Và hai quả bom này cầm chân bên phía Cloud9 thì là dư sức. Không được rồi. Có hai rồi. Chính xác là Process và Grimbo có hai. Và đó là double kill dành cho Grimbo. Round thi đấu chiến thắng thứ 10 đã có khi mà Big full bài. Và phải nói key player round thi đấu vừa rồi đến từ Big đó không ai khác chính là vị trí của Process. Đúng. Quẩy cột phải gọi là rất dẻo. Process hay ở đoạn đầu, nhưng đến khoảnh khắc quyết định nhất Grimbo thì phải là Grimbo. Cái pha đi đẩy đó là pha đi đẩy gần như là định đoạt round thi đấu. Chỉ có một cách duy nhất để Cloud9 thắng được trong round đó là họ bắn chết được Process ngay khoảng tham minh đầu tiên. Có quay Grimbo lại thì còn có cơ hội. Nhưng không, điều đó đã không xảy ra. Và với việc thua một round thi đấu duy nhất thôi, Cloud9 ngay lập tức bị đẩy về thế yếu tiền. Thua round thi đấu này sẽ là một thảm họa vô cùng lớn dành Cloud9. Process đây sẽ đối đầu với Boom Big và Boom Big là người thua. Khu vực B Connector chưa thể kiểm soát được đến từ đội hình của bên phía team đó là Cloud9 và bọn họ đã mất người. Lợi thế rất lớn dành cho các player bên phía Big để bọn họ có thể có cho mình round thi đấu chiến thắng thứ 11. Lượng đồ cũng đã không còn nhiều trên tay của các player bên phía Cloud9 nữa. Còn đối với Big, còn rất nhiều bò mìn nha. Thêm một quả smoke được nhồi ra, Covid vẫn chưa thể nào chui vào được đó là khu vực B Connector này. Đang căn một quả pop flat để có thể băng qua swap cùng nhau. Nhưng bên kia thì vẫn còn đồ. Một bài rất khó chịu đến từ Cloud9 để có thể cô lập người bên trong B Connector. Nhưng vấn đề là trong B Connector thì không có địch.
đội hình của Big họ chỉ bắn ở bên ngoài thôi, góc cương tầm xa thì Process đã bị bắt và lợi thế hơn người không còn dành cho Big Clan nữa. Nhưng Cloud9 cái thời gian còn lại để họ xử lý không phải là quá nhiều, họ phải all in ở trong pha thi đấu này. Một quả nết tốt tới từ bên phía Big, đã có thông tin Bee Connector vẫn còn người. Tapsen của Sin sẽ làm gì đây? Orbit lên tiếng, nhưng Tapsen còn đó. Tapsen vẫn có thể quẩy được trước khi bị bắt lại bởi Axai. Grimbo về tới nơi, nhưng không có góc để có thể trả lửa deny và đặt bom của đối phương. Và nên xếp đến từ Big. Cần phải xếp súng đến từ Big khi mà lượng tiền của bọn họ cũng không cho phép bọn họ chơi mạo hiểm trong round thi đấu này. Còn đối với đội hình bên phía team Cloud9, đây là một key round vô cùng quan trọng và bọn họ đã giữ được. Tuy nhiên với việc Electronic nằm xuống thì bọn họ cũng đang gặp tương đối nhiều bài toán về lượng kinh tế của mình. Mất tới 3 súng. Tuy nhiên tất cả những gì Cloud9 cần đó là những round thi đấu chiến thắng, thì round thi đấu này bọn họ đã làm được. Tỷ số sẽ là 7-10 dành cho đội hình của bên phía Cửu Vân Bạc. Quan trọng hơn là round này cũng là key round của Big. Và chúng ta đều biết là cái vấn đề tiền nong thì City bao giờ cũng sẽ gặp vất vả hơn so với T-Side. Cùng nhìn lại pha thi đấu này, một Hobbit mùa chuyển nhượng rất uy tín. Nếu không có Hobbit thì mọi thứ đã chấm dứt rồi. Có vẻ như kể từ khi sang bên phía T-Side thì đội hình bên phía team Cloud9 bọn họ đã có những cái dấu hiệu khởi sắc hơn. Đặc biệt đó là vị trí của anh chàng Axai. 8 mạng hạ gục rồi. Electronic cũng như là Boombix đang dần quay trở lại với map thi đấu. Và đây sẽ là một quyết định, đó là rớt A nhanh đến từ đội hình của bên phía team, đó là Cloud9. Mantu chết và không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vị trí của Grimbo đây có cho mình một mạng rồi. Và để xem nào, đây sẽ là một tình huống retake khó dành cho đội hình của bên phía team, đó là Big khi mà họ gặp vấn đề về lượng súng ống. Xin đang ở rất gần, sẽ phải quay luôn người đặt bom đến với thành viên team Big, và đúng là như vậy. Flat rất tốt, Grimbo có thêm một mạng, nhưng lượng máu Big đang là quá thấp trên người cả ba player. Chỉ có Process là người khỏe thôi, gỡ fake để gọi đối phương ra, nhưng không được rồi Big ơi. Mọi thứ đang dần quay trở về với quỹ đạo của nó khi Cloud9 đã tìm ra góc điểm từ post plan, nhưng họ không biết là địch gỡ thật hay chưa, nên Perfecto đang tự đặt mình vào góc thi đấu nguy hiểm. Và chụp lại một mình Axai trong pha này, và Axai nằm xuống. Thời gian gỡ bom là thừa, hoàn hảo đến từ thành viên của team Big với cái pha đi retake của mình. Lên lúc nào, chậm ở đâu, tuyệt vời. Đang có những cái tình huống gặp vấn đề về mặt máy móc đến từ Boom Big. Nhưng phải nói round thi đấu vừa rồi là một round thi đấu 10 điểm từ vị trí của Grimbo. Yếu máu vẫn khéo léo có thể quẩy trong khu bom dài. Sau đó với việc anh chàng này còn sống và có kit là một round thi đấu chiến thắng dành cho Big. Nói đây là một ngày thi đấu rất bay bổng từ các player bên phía Big Clan. Họ chiến thắng theo những cách mà chúng ta không thể ngờ tới. Một round thi đấu mà mất người rất sớm. Một khẩu súng to bị rơi đi ở vị trí ban tù ở khu A main. Nhưng đó vẫn là một chiến thắng dành cho Big. Có thể nói là cái quyết định côn của bên phía team Big ngay khoảng thời gian mà Cloud9 đang chuẩn bị đặt C4. Nó là một quyết định côn quá hay. Ăn người đặt bom luôn, lấy lợi thế về quân số trước cái đã. Súng ống có yếu hay không tính sau. Chính xác. Nhưng mà đương nhiên thì ngôi sao sáng nhất của họ vẫn phải là Grimbo. Bởi vì Grimbo là người đã tạo ra một cái nền để đồng đội kịp back về. Nếu như Grimbo không ăn được mạng đầu tiên, Grimbo không cầm chân được bên phía Big lâu đến thế, chính xác là cầm chân được các thành viên Cloud9 lâu đến thế, thì Big sẽ không rotate về kịp. Lúc đấy Cloud9 họ sẽ đặt bom. Về chuẩn là họ ăn được Mantu, họ vào sai này, họ beat tầm nhìn của Grimbo của vị trí khu A connector lại này, đặt bom, giật ra ngoài. Xong. Nhưng Grimbo là một cái biến số mà Cloud9 đã không tính đến được ở trong round thi đấu vừa rồi. Chạm 11 dành cho đội hình của bên phía Big rồi. Những cái nỗ lực của Big, họ chỉ cần cách map thi đấu này có 2 round thi đấu nữa mà thôi. Liệu rằng chúng ta sẽ có một cuộc tái đấu giữa Big và Vitus Pro hay không? Những cái dấu hiệu về máy móc của đội hình của bên phía team, đó là Cloud9 đang có vẻ như đã được sửa xong rồi.
chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với map thi đấu này thôi. Trước đây thì cũng có một cái phần phỏng vấn khá là hay ở Live App Navi cũ, và tôi nhớ là có, tôi không nhớ chính xác là Blade hay là Electronic chia sẻ về điều này, nhưng mà bên phía Navi ngày xưa, cái thời kỳ gọi là online, thì họ có một tip trick để thay thế cho một quyền tactical timeout là đá vào cái nút nguồn. Đá nút nguồn. Online thì chắc là không làm được như vậy, có thể là do máy móc của Bumix gặp vấn đề thật, hoặc là round thi đấu vừa rồi có thể là Bumix tức quá tiêu ấy, đá tiêu đá bóp phát vào thế là thôi, ăn được ông ốp rồi, đánh như thế rồi vẫn thua. Đối phương lại còn yếu súng. Tôi côn, tôi đi tanh, tôi ăn mạng, tôi làm hết vẫn thua, chẳng hiểu kiểu gì, hơi dội đến từ vị trí của Bumix. Vẻ mặt rất trần ngầm đến từ vị trí của cả Perfecto và Electronic. Đang là một ngày thi đấu dưới sức của hai ngôi sao sáng bên phía đội hình của Cửu Vân Bang. Còn đối với Big Clan thì đây là một ngày thi đấu đang có một phong độ cực cao, phải gọi là ngoài sức tưởng tượng của những người hâm mộ lạc quan nhất của tựa game Counter-Strike 2 này. Mặt của group, những cái nụ cười trông nó có phần gượng gạo. Gượng gạo. Còn Electronic thì thôi, đây là mất điện rồi. Còn nhìn bên phía kia, Gobby có vẻ như rất tích cực nha. Đang rất tích cực và tràn đầy năng lượng đến từ Gobby. Kiểu nhìn hai bên trông đúng kiểu một người hướng nội, một người hướng ngoại ấy. Chính xác. Trên màn hình của quý vị các bạn, đó là Mantu cũng là Frimbo, những ngôi sao sáng của đội hình bên phía Big trong map thi đấu này. Chính xác là trong ngày thi đấu hôm nay. Và thêm vào đó là cả vị trí của Brosert nữa. Tình huống xử lý rất kỳ của Brosert cũng đã đem lại những round thi đấu chiến thắng quan trọng dành cho Big. Và bây giờ sẽ là một tình huống all in đến từ đội hình bên phía team Cloud9. Round thi đấu thứ 19, tỷ số hiện tại đang là 11-7 dành cho đội hình bên phía team Big. Thua round thi đấu này gần team Cloud9, họ sẽ xách vali và về nước mà thôi. All in, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn lại, đó là hỏa lực của Cloud9 cũng không phải là bao nhiêu cả. Hai khẩu AK tới The Hobbit cũng như là Perfecto, những người đang có phong độ cao nhất. Và nếu như cặp đôi này không thể tạo ra được một cái khoảng trống đủ lớn cho những người đi phía sau, thì vẫn sẽ là bài toán khó dành cho Cloud9 ở trong round thi đấu có thể là cuối cùng của họ. Đang là những tình huống gây áp lực của khu vực A bên đến từ đội hình của bên phía team, đó là Cloud9. Tuy nhiên sau khi ăn quả nết, Axai còn nửa HP, thì đội hình của bên phía team Cloud9 bọn họ có vẻ như đang chuyển hướng muốn tiến đánh đó là khu vực B connector của đội hình bên phía Big Land, nơi có sự trấn thủ của anh chàng Prosert. Prosert vẫn còn bom, gần như là full set bom ở khoảng tam minh này. Lửa được trả đúng, sau đấy sẽ là một quả smoke được bồi vào. Làm gì để có thể băng qua smoke tới Cloud9 đây? Nếu chờ thì sẽ là hơi muộn, nhưng băng qua thì lại quá nguy hiểm. Rất ít sự lựa chọn dành cho Cloud9 ở trong round thi đấu này, nhưng có lẽ là họ sẽ lựa chọn giải pháp an toàn. Chờ smoke tan. Ui, nhưng mà chờ smoke tan xong thì là 4B. 4B đến từ Big, quá cẩn thận. 4B đã bách về đến từ đội hình bên phía Big, và bây giờ sẽ là một tình huống bắn nhau tay to ở trong khu vực bom site B. Đang là những tình huống đổi mạng hòa thôi, tuy nhiên đội hình của bên phía Cloud9 có vẻ như bọn họ đang hủy diệt các player bên phía Big trong khu vực bom site B rồi. Những khẩu Mark 10 đã lên tiếng. Và đây sẽ là chiến thắng thứ 8 dành cho đội hình của bên phía team, đó là Cloud9. Một góc rất đẹp, nhưng mà Process lại chỉ đổi được có một mạng. Và xấy lỗi skill mà nó đã tác động trực tiếp tới chiến thắng của bên phía Big Clan ở trong round thi đấu này. Họ sẽ phải đợi round sau, thậm chí là cả round sau nữa, khi mà kinh tế còn lại cũng chẳng đáng bao nhiêu cả. Còn ngược lại với Cloud9, thứ mà họ cần, họ đã có chiến thắng thứ 8 và không để cho Big được chạm vào những cái match point. Và cần có thêm những tình huống thi đấu như thế này tới từ Cloud9. Đương nhiên, cả về mặt chiến thuật của họ cũng cần phải có những cái sự cải thiện nữa. Bởi vì chúng ta nhìn thấy tình huống vừa rồi, Big chỉ đấu thua tay, chứ còn về đọc bài, họ không hề sai một tí nào. Đọc sai. Tình huống đi tăng quá chất lượng từ anh chàng này. Ôi. Hai khẩu Mark 10 có cho mình rất nhiều mạng hạ gục nha. Ba mạng hạ gục đến hai khẩu Mark 10. Nhưng mà anh có nhìn thấy cái quả smoke gì ở bên trên của Palace không? Smoke City nhưng mà trả lỗi đúng không? Lỗi.
Sao? Mới 1-8 rồi. Round thi đấu này thì cũng chỉ là một round thi đấu có hai ngôi sao hy vọng, đó là vị trí của Mantu và Cripple rồi. Tuy nhiên Mantu đã lên tiếng với mạng của quá xài. Một khẩu súng to đã rơi. Và liệu rằng Mantu có muốn đẩy ra để chiếm lại khu vực A-Main hay không đây? Chắc có lẽ là không, vì Mantu thì cũng chỉ còn lại có nửa cây. Và bản thân Mantu cũng biết mình cần phải đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân trước đã. Nhưng với một góc kê cover để đồng đội đẩy lên thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Biết là A-Main đang không có ai tới từ Big Clan rồi. Và họ biết không được chết. Nhưng có vẻ như Big họ sẽ check vào góc thi đấu này thôi. Chắc chắn sẽ check. Đây là một góc thi đấu mà đội hình của bên phía Na'Vi biết dùng rất nhiều. Ai dùng cũng nhiều. Đã bắn solo A-Main thì ai cũng phải bắn góc đấy. Cripple dùng góc này cũng nhiều. Nên chúng ta có thể thấy là việc mà Cripple giặt ra free fire ở góc đó thì nó gần như là chuẩn từng cm một. Mất tới hai người trong một round thi đấu mà đối phương yếu súng. Và bây giờ để xem nào. Bò qua sờ bốc đến từ Electronic là sẽ chết. Cripple đang có một góc kề quá đẹp rồi. Cần phải có những quả flash. Tuy nhiên ở góc thi đấu này thì không thể flash được đến từ cặp đôi bên phía Cloud9. Mà bản thân Cripple cũng chọn một góc không hề bị chịu ảnh hưởng bởi flash. Cripple sẽ rất sợ những pha bò chạy. Nhưng góc của Cripple là một góc chỉ mới lộ chân. Và Cripple đã lấy được thông tin về việc đội hình của Cloud9 di chuyển vào bên trong A Connector. Mantu sẽ quay trở về để có thể hậu thuẫn vào Mantu. Với một khẩu ốp, gần đây ta không biết trượt là gì. Nhưng quả flash trắng quá và cả Mantu Cripple đều đã phải nằm lại. 3v3, có một AK trên tay Tapsen. Nhưng Tapsen và Sin thì lại không thể làm gì được cả. Pha line up thẳng hàng tới cặp đầu team Big. Process băng qua lửa, rất liều lĩnh. Để xem, chẳng còn gì để xem nữa cả. Perfecto làm 4 và đem về chiến thắng gọi tên Cloud9. Cũng phải rất thú hồn nhưng cho đội hình bên phía team Cloud9 cứ ngỡ như việc có cho mình những mạng gục sớm thì đã khiến cho đội hình của bên phía team Cloud9 vỡ vụn rồi. Nhưng từ đâu đó Perfecto xuất hiện và có cho mình cái quad kill quá đủ dành cho đội hình bên phía Cloud9 ở round thi đấu chiến thắng này. 9-11 rồi. Vẫn còn rất căng thẳng dành cho cả hai đội tuyển. Nếu đây là một round thi đấu chiến thắng đến từ Cloud9 thì rất có thể chúng ta sẽ có tỷ số đó là 11-0. Thì đây là một kỳ round vô cùng quan trọng dành cho Big Clan. Có những sự thay đổi, Big đang muốn đẩy đi main. Họ biết có một, nhưng họ biết sẽ bị đối phương truyết kill trước khi mà đồng đội anh tới để có thể ứng cứu. Một lượng thông tin khổng lồ được cung cấp tới từ Process sau mạng hụt vừa rồi. Anh ta biết rằng khu B main đang có rất đông thành viên của Cloud9. Mà liệu rằng Cloud9 có muốn vào B luôn hay không đây? Họ có thể đánh úp đối phương. Nhưng Tapsen quá tỉnh và Tapsen còn có cả thần may mắn ủng hộ trong pha thi đấu này nữa. Axai bất đắc kỳ tử. Rất khổ. Những tình huống bắn nhau phải gọi là rất mãn nhãn ở ngoài khu vực B main. Tình huống vừa rồi là một tình huống đúng như những gì Anna nói, chỉ có may mắn mới khiến cho Tapsen có thể lấy đi mạng hạ gục của Axai và lùi về thành công thôi. Và bây giờ sẽ là một tình huống đi mid đến từ cả ba bên còn sống bên phía team Cloud9. Đối đầu với bọn họ ở trong cuộc bom Slayer sẽ là vị trí của anh chàng Cripple. Một người cũng đang có một phong độ cực kỳ cao. Đây rồi, Smoke sẽ được trả luôn tới vị trí Cripple thôi. Và đây là một cái viễn cảnh khá giống với những gì mà những đội tuyển bắn Anubis với Big đã từng phải trải qua. Ra mid nhưng thấy bị Smoke bọc hai đầu. Quan trọng là vẫn phải có người ở lại nhìn B. Và người được cắt cử làm việc này lại là Mantu. Một khẩu ốp. Tapsen cũng rất tỉnh nha, đang đi một vòng rồi và rất có thể Tapsen sẽ quay trở về, đó là khu vực B main. Sớm mốc lại và bây giờ sẽ phát hiện ra đối phương ở khu vực đó là bom sai B mà thôi. Electronic vừa bắt đi cái đầu của Cripple rồi. Lợi thế hơn người đã có dành cho đội hình của bên phía team đó là Cloud9. Nếu tôi là Big tôi đi xếp ngay. Chính xác. Nên một là xếp. Ốp. Hai quả flash. Rồi một thương binh không có kit. Chẳng có lý do gì để đi cứu C4 trong cái tình huống mà gần như chắc chắn bạn sẽ thua cả. Xếp lại hai súng để dùng tiếp trong round sau. Đôi khi nó sẽ mở ra một cái cánh cửa dành cho Big Clan. Đặc biệt khi mà chúng ta nhìn vào hai round thi đấu gần đây nhất họ yếu súng thì một round họ thắng. Và một round họ đã khiến cho Cloud9 phải toát một hồi hột. Khi round của đội bên phía Big và bọn họ để thua, tuy nhiên vẫn giữ lại được hai súng. Round thi đấu tiếp theo, hai khẩu súng này sẽ là những ngôi sao hy vọng dành cho đội hình của bên phía Big.
đấu với Cloud9. Họ đã thắng cho mình một chuỗi, không chính xác là những round thi đấu chiến thắng của Cloud9. Bọn họ đang kéo dài ở bên phía đó là bên phía T-side rồi. Tỷ số hiện tại đang là 10-11. Cách biệt đúng một round duy nhất và đây cũng làm round thi đấu yếu tiền tới từ Big Clan. Sẽ chỉ là half buy mà thôi. CZ75, 5-7 và P250 sẽ là những khẩu lục được lựa chọn bởi Big Clan trong round thi đấu này. Còn với các thành viên Cloud9, Boomish, không phải là Boomish mà là Hobbit thì đúng hơn, sẽ sử dụng khẩu Mark 10. Sau độ cơ động của khẩu Mark 10 thì có thể giúp cho những cái bài đi tanh tốc độ cao của Cloud9 nó trở nên thanh thoát hơn hay không đây. Tạm thời thì họ đã có khu mid rồi, nhưng đằng sau cánh cửa gỗ thì vẫn có, đó là Táp Sen. Và Táp Sen chỉ có thể làm được một mạng. Xin thì nên lùi về, không nên nằm xuống thêm nữa. Mantu ở B-Bên thì đã pick được vào Perfecto, nhưng Arcside vẫn đang trực chờ để có thể tìm kiếm một điểm kill và mở ra cánh cửa để có thể vào thẳng B tới từ đội hình của Cloud9. Sẽ là một tình huống mid to B đến từ đội hình của bên phía team, đó là Cloud9. Quả C4 thì vẫn đang hầu khu B main đến từ đội hình của bên phía team Cloud9 bởi vị trí anh chàng Arcside, Hobbit và vị trí của Electronic. Gặp thêm quả smoke này thì sẽ phải lùi về ở đây. Vị trí của Electronic thậm chí còn bị xin bắt được cơ. Và Hobbit may mắn lùi về với đó là 15 HP. Đừng nói với tôi đây là một round thi đấu để thua đến từ Cloud9 nha, khi mà bọn họ là một đội tuyển có quá nhiều lợi thế. Và Mantu lại lên tiếng và đây sẽ là 12-10 gọi tên đội hình của Big Clan. Bom ở đâu? Bom ở B. Nhảy qua smoke làm cái gì? Rất khó hiểu với những bước di chuyển đến từ cặp đôi đó là Hobbit và Electronic. Đành rằng là cái tình huống đầu tiên đi, lúc đấy smoke chưa kịp nổ, pick gửi luôn, tôi còn có thể hiểu. Nhưng đây là smoke nổ rồi, cảm thấy mình không pick được rồi mà vẫn còn cố băng qua, thì phải nói là cái tôi quá lớn đến từ Electronic. Hai match point, hai match point dành cho đội hình của bên phía Big Clan. Và bây giờ sẽ là một quyết định, đó là đi tăng phục đến từ vị trí của Electronic. Tuy nhiên bây giờ chỉ còn lại 3 HP đến từ anh chàng này mà thôi. Tương đối là mất bình tĩnh đến từ Electronic rồi. Một tình huống định make play ở khu vực middle, tuy nhiên đối phương trả là quá nhiều lửa. Và bây giờ lợi thế về máu lại nghiêng về các player bên phía của Big Clan. Mantu thì vẫn lựa chọn một góc kế ốp rất cương ở B-Main. Và đây cũng đúng là địa điểm mà Cloud9 đang muốn đánh vào. Cái dòng Mantu có muốn xin flat của đồng đội để có thể pick ngược lại không đây? Vẫn đang chờ tới từ Mantu. Cloud9 họ chưa có một cái động thái nào cả. Và Mantu có thể sẽ có một nhịp tò mò. Không, Mantu đang rất bình tĩnh, Mantu chỉ chờ địch vào thôi. Mantu không hề có ý định là sẽ giạt ra để có thể cương skill với Cloud9. Sẽ là những tình huống set đồ vào khu vực bom side B. Và đây một quả flash rất trắng và Mantu chết chạy rồi. Process trong khu vực bom side cần phải làm tốt với những cái mạng hạ gục của mình. Một quả lửa để lùa vị trí của Process ra. Process có một. Và đây chỉ là một dành cho Process mà thôi. Boombic thì bị bắt lại ở vị trí Táp Sen và double kill dành cho Táp Sen. Hobbit cầm Mark 10 đẩy vào gần cũng bị Táp Sen hạ gục và Arcside thì làm gì được đây? 20 giây còn lại với khẩu Mark 10 trên tay, 1v2 và Arcside không thể làm được. 2-0 dành cho thành viên của Big Clan và họ sẽ là đội tuyển đi tiếp ở giải thi đấu Spring Group lần này. Còn với Cloud9, một đội hình được tạo nên để vô địch, để cạnh tranh cho những sân chơi S tier thì sẽ phải ngậm ngùi xuống với giải thi đấu Showdown. Tôi không nghĩ rằng có gì đáng phải buồn đến từ bên phía Cloud9 cả. Lúc này cái thứ họ cần làm không nên là buồn. Họ nên xem lại demo của trận thi đấu này rất 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 nhiều lần. Bởi vì tôi thực sự không hề thích cái lối chơi CS của Cloud9 ngày hôm nay một chút nào cả. 2-0. Rất bất ngờ đến từ đội hình của bên phía Big. Trước khi map thi đấu, chính xác là trước khi trận thi đấu này diễn ra thì ai cũng nghĩ rằng đây sẽ là một ngày của Cloud9. Bọn họ đối đầu với một đối thủ yếu hơn, tuy nhiên lại phô ra cho mình đó là một gương mặt quá bạc nhược đến từ Electronic và những người đồng đội của mình. 13-10 tại map thi đấu Anubis. Big Clan bọn họ sẽ có cho mình tấm vé để lọt vào chung kết nhanh thắng.
để đối đầu với các player bên phía team đó là Vitus Pro. Còn đối với Cloud9 thì sẽ phải say bye bye và hẹn bọn họ ở vòng thi đấu đó là sold out. Một ngày thi đấu thực sự làm chúng ta nhìn nhận lại về cái sức mạnh của các thành viên bên phía Cloud9. Không có nhiều những sự ổn định, không có nhiều những cái động thái tinh thần chắc chắn ở Cloud9 trong những cái thời điểm khó khăn nhất. Chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay họ quá mỏng manh và quá dễ vỡ, đặc biệt là những player mà tưởng chừng như sẽ phải là những người đứng lên, đặc biệt về mặt tinh thần như kiểu là Electronic chẳng hạn. Đó là một người chơi đã quá dày dạn kinh nghiệm rồi, một người chơi mà đã thi đấu không biết bao nhiêu năm ở đỉnh cao rồi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy một Electronic có những cái pha đưa ra quyết định rất là khó hiểu, và thậm chí nó còn là những cái pha quyết định dẫn trực tiếp tới những round thi đấu để thua không đáng có nữa. Nhất là round thi đấu mà bên phía Big lên được match point, đó là một giọt nước tràn ly. Nếu như không có pha thi đấu đó, Cloud9 có thể sẽ đưa trận đấu về lại vạch xuất phát, và ai biết được chúng ta sẽ có thể có map 3. Chính xác là như thế. Cái khoảnh khắc mà Electronic băng qua quả smoke và bị đối phương bắn gục, mọi thứ nó đã hết. Đó là một trong những tình huống tương đối là khó hiểu, hay nói cách là rất khó hiểu khi mà quả bom lại ở khu vực bom site B. Thường thì người ta sẽ phải lo cho cái vị trí của quả bom trước, đúng không? Chính xác là như thế. Pha đó cảm giác như là các thành viên bên phía Cloud9 họ lại quá tập trung vào cái việc là cố gắng make play. Mặc dù tôi cũng không hiểu cái lý do để họ phải make play trong cái tình huống đó là gì, khi mà đã có một cái cơ sở dữ liệu rất là rõ ràng, đối phương đang yếu súng hơn so mình, đi chung cùng nhau đổi mạng là xong, tại sao lại phải tự làm khó bản thân đến như vậy? Có lẽ chúng ta sẽ không thể nào tìm ra cái câu trả lời ngay từ điểm này được, mà cần phải chờ những phần phỏng vấn đến từ bên phía Cloud9 và những cái báo chí để xem là họ nhận xét ra sao về phong độ của mình ở trong ngày thi đấu hôm nay. Còn bây giờ có lẽ là khoảng thời gian thích hợp để cho mình và tất cả các bạn khán giả có thể nghỉ ngơi. Thay mặt đội ngũ của 500 Boss Media, xin cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cho tới tận thời điểm này. Vẫn còn tận hơn 2.000 bạn khán giả đang theo dõi trên kênh sóng YouTube, phải nói là các bạn đều là những người nghị lực thì theo dõi đến đúng thôi, hết khung giờ này. Cũng đúng ha, mai là ngày cuối tuần, và chắc chắn nó cũng sẽ là một ngày cuối tuần cực kỳ bùng nổ với giải thi đấu Spring Cup, khi chúng ta sẽ bắt đầu đến với giai đoạn căng thẳng nhất, những trận đấu để tìm ra đội tuyển nào là đội tuyển có tấm vé trực tiếp để đến với giải thi đấu Spring Final thông qua trận chung kết bảng. Và đó chắc chắn sẽ là những cặp BO3 hấp dẫn hơn nhiều so với những gì chúng ta đã được chứng kiến ở trong ngày thi đấu vừa qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phiên bình luận trực tiếp tiếp theo.